hòa giải, dân sự rồi nó lại đẩy mình ra hòa giải nữa. Không có anh Sang nữa. Không có hơn lắm. Nó cứ hỏi là mình có muốn hòa giải hay không. Nói là mình có cái gì hòa giải. Nói bự à. Anh Duy là không có nhu cầu để hòa giải. Mới đang có cái hình thành thiên nhân xuất hiện. Chị Nhân Cao xuất hiện nha. Ủa đây tặng bóng bảy đó mà. Làm cái siêu Nhân Cao nữa kìa tí. Làm thôi, hai lần nữa nó đơn. Anh sao quá anh tí. Vô anh. Miếng hài mà đồ quăng quay. Những hồi mà anh quăng cái miếng đơ quá. Món quà cái MV này á là anh cũng hay cho nó Loan. Vợ chồng chăng là được anh ké. Cũng được ké. Anh Thái cũng được ké. Anh Thái. Tàn nhẫn đi trời. Anh Thái. Anh Thái. Thấy thấy là nhờ ké mà gì bị té nữa. Ủa khúc đó không có vô MV hả? Đó là đúng hài á. Sủi cái lon luôn mà. Sủi lon luôn. À lẽ ra là phải cho vô MV á anh để giống như lục nhân quả. Sau đó sẽ có trong đi hai được xin. Có hậu trường sân khấu. Nói chung là anh Vũ á, anh sẽ Vũ Loan và chị Melody sẽ một cái phát hành một cái MV nữa là MV lặt mặt liên quan quen đến ghi âm. Cái gì vậy? Bịt mặt hả? À bịt mặt liên quen đến ghi âm. Ghi âm chấu mặt. Có gì nó biển không vậy? Có. Nhảy đặt gì đó. Ai có gia truyền nước biển bà em đó chị. Đi ra mua chị cây dưới lông đen coi mấy đứa. Ai có rảnh đi ra cái tầm quá mua chị cây dưới lông đen. Cái góc chị không có rồi. Tại sao chị tới trễ mà chị lại không mọc cùi? Anh Vũ em chị dễ rồi thôi. Tại anh vô vô vô. Vô 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 vô. Tại ông bầu sao sao người ta có bi vô là tôi. Trả tiền mà ông kêu làm. Sung lên phải không? Chị phải có cùi chứ không? Được một cái là làm MV này không ai lấy tiền Vũ đâu. Cảm ơn anh Lê. Nhóm mình không ai lấy cách xưa. Ủa tự nhiên vừa nhắc không lấy rồi đó. Ủa? Ủa mà anh nè, cái MV này nó cũng đâu có lợi lộc gì cho anh đâu mà anh tốn tiền. Chọc anh nha. Anh có lòng như vậy là quá tuyệt vời rồi. Ôi anh à, cái ngày sinh nhật của vợ em mà nó đi cái bao thư đó là biết rồi. Cái bao thư mà anh giữ đi. Dạ. Một giây một phút. Tiền lẻ không? Tiền lẻ không? Tờ 5.000. Nói chung là phong bì hơi bị còm đó. Đâu đâu tao phải tao ngang tờ 2.000. Nói chung là chăm biết anh. Ủa, không có tiếng nữa. Nên là anh Vũ luôn là dành những cái điều tốt đẹp nhất cho em. Đó, đây là một món quà rất lớn. Tại vì là đưa cái lon một cục thì nhiều khi nó không có hay và nó không có đẹp. Thì anh Vũ đã bỏ ra một cái cục rất bự để làm cho mấy Loan cái MV này. Cũng bự mày có thể dùng cái từ khác à, mình chỉ cho mỗi cái quà hay không cái món quà cái món quà to lớn cái gì mà trao cái cục bự cái gì cái cục rồi cái cục bự rất bự cục rất bự nhớ là chị cái bữa sinh nhật chị là cục bự cục không đó anh Vũ anh chị quay giùm cho quay giùm chiếc cặp nha. Bên đây này anh để cái góc này nè, góc này nè. Để cái rong bia, rong bia luôn. Đặc biệt là cái cảnh mà đúng rồi, đúng rồi. Ghi ơn đó là không tiền á. Tự nhiên lúc đó là Loan bực khóc á. Bực khóc nức nở luôn. Miệng quá đi. Tự nhiên khóc nức nở luôn. Là cái khúc mà Quyền chủ nhà cũng là hỏi đó. Có thể. Nhà có thể. Đó, nó hết hoàn toàn ba bị chết không? Chỉ có một hai cảnh thôi. Mà có giống thì cũng có kiện được cái gì? Ai dám kiện? Đọc tiền được. Thì đó. Tại vì cũng ba mà.
Nghe đâu chị là thôi nhận rồi đó. Nhận rồi kia vậy đó. Nói chuyện hơi ngu. Chuyện của cô mà, nói chuyện của cô đâu. Nói bên con đó đâu. Bên trong cái đoạn mà chồng của cái đoạn của cô đó trong MV đó. Cô nói là cô muốn chồng của cô chắc làm lại đi. Hai đứa ông đó cắt ra để đi rồi. Cái đoạn đó mà giữ hết cha là tôi được hai. Giữ mình chơi cái anh này cha mình đã này rồi giải công tăng công tăng vô cha ông chỉ cảnh rồi cái lỗi anh à vô cảnh là cảnh vô dự án bàn quý phi của anh hai lưng 30/12 dự án bàn quý phi của anh lưng tìm nhau tới dự án thuận gian đúng cái án nữa rồi không lê gì gì trường thọ như là không đó là ông gì án ngoài luôn á đúng rồi nãy giờ là ông ấy án mình lên án ủa vậy luôn á sao vậy sao xài lơ vậy vô kinh của em và có nhảy nhảy kêu thấy trả nó là không có đủ không có đường không có dễ gì mà đến bao giờ YouTube nó đến mấy tiếng đồng hồ nó mới đến lần đầu lần mấy tiếng đồng hồ nó đến lần ao chưa bé diễn sâu dữ gì bé diễn gốc rồi mắt đừng khóc mà chị mọi người luôn bên chị mà đừng khóc đừng khóc nữa có người nói là dạo này nước mắt tùm lum hết ta đừng khóc có người nhắc rồi dạo này người ta nhỏ mắt mấy ba rồi người ta nhỏ mắt rồi luôn lấy thuốc nhỏ mắt đặc sản bây giờ là khóc nha khóc nha xong chưa dạ xong. Buổi tối ngày hôm nay thì Chí Cảnh có đến để mà dự cái buổi tiệc do anh Nguyên Vũ tổ chức cho mọi người để mà giống như là một cái buổi tiệc mừng ra mắt cái MV hơn cả người thân. Thì cái MV này thì do anh Nguyên Vũ ảnh làm để tặng cho chị Hồng Long á, được phát trên kênh là Võ Hồng Long Official. Thì mọi người hãy nhớ vào để mà xem nha, để mà xem ủng hộ chị Hồng Long. Thì cái nội dung của cái MV nó rất là hay và ở trong đó có rất là nhiều cái cảnh rất là cảm động luôn. Mặc dù trong đó có rất là nhiều anh chị không phải là diễn viên chuyên nghiệp á, nhưng mà diễn xuất rất là đạt luôn á mọi người, và đã chạm được trái tim của rất là nhiều người. Và chỉ cảm thấy là có khá là nhiều người nói là sau khi xem cái MV đó thì đã bật khóc đó mọi người. Cho nên là mọi người hãy nhớ vào xem nha, vào xem cái MV hơn cả người thân trên kênh của Hồng Long Official nha mọi người. Thì nói chung ngày hôm nay khi mà Chí Cảnh tới á, thì không biết là có một cái sức mạnh vô hình nào đó mà mới ngày hôm qua là Chí Cảnh đã bị bệnh rất là nặng luôn á mọi người, kiểu mà không còn chút sức lực luôn á. Nhưng mà trong chiều ngày hôm nay thì Chí Cảnh nhận được một cái lời mời, thì Chí Cảnh tới á, thì Chí Cảnh cảm thấy khi mình nhận được cái lời mời á là tự dưng cái mình khỏe lên luôn á mọi người, mình khỏe, mình hết bệnh, mình không có thấy mệt mỏi gì nữa hết trơn á. Cái xong rồi Chí Cảnh tới thì khi mà Chí Cảnh tới thì Chí Cảnh nhận được rất là nhiều sự yêu thương của rất là nhiều cô chú anh chị nè, rồi rất là nhiều anh chị, rồi rất là nhiều anh em YouTuber nữa. Nói chung là rất là nhiều người rất là chào đón Chí Cảnh, rồi Chí Cảnh cảm thấy rất là may mắn luôn đó mọi người. Mình không nghĩ rằng có một ngày mình được mấy anh chị đó chào đón Chí Cảnh, rồi cũng không nghĩ rằng là một ngày nào đó mà có rất là nhiều YouTuber hoặc là những cái cô chú anh chị đó cảm thấy rất là thích mình á. Và đặc biệt là
mọi người đã biết tới Chí Cảnh rất là nhiều và Chí Cảnh cảm thấy rất là may mắn, rất là mừng luôn á mọi người. Thật sự mà nói thì sau một cái quá trình mà Chí Cảnh đã lên tiếng để mà bước vào cái đạo Dharma này đó, thì cuối cùng là tất cả những cái tiếng nói của Chí Cảnh thì đều đã được mấy anh chị thấy, rồi mấy anh chị cũng đã ghi nhận, rồi mấy anh chị cũng rất là thích cái tiếng nói của Chí Cảnh á, cho nên Chí Cảnh cảm thấy rất là may mắn, rất là mừng luôn á mọi người, rất là cảm thấy rất là mừng luôn á. Thì ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Chí Cảnh gặp anh Nguyên Vũ, thì anh Nguyên Vũ ở bên ngoài da rất là đẹp nha, ở anh Nguyên Vũ da cực kỳ đẹp luôn đó mà. Tướng anh Nguyên Vũ cũng đẹp nữa ha, tướng đẹp, da đẹp. Còn chị Ni á thì trời, chị Ni bên ngoài rất là đẹp nha mọi người. Giống như kiểu chị Ni không có duyên với lại camera hay sao á, cho nên là mỗi lần live stream á thì Chí Cảnh cảm thấy cái vẻ khi mà chị Ni live stream lên hình thì Chí Cảnh cảm thấy cái hình ảnh đó nó không có đúng so với bên ngoài, tại vì bên ngoài chị Ni rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn đó, da rất là đẹp và rất là hiền luôn. Còn chị Hồng Loan cũng vậy, nói chung ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương hết trơn mọi người. Và có một cái điều mà không biết mình nói cái điều này có đúng hay không á, chứ thật ra những cái người nào mà ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ Hồng Loan và đặc biệt ủng hộ những cái điều đúng đắn á, thì thấy ai cũng đẹp hết trơn đúng không? Thấy ai cũng đẹp, thấy ai cũng dễ thương, ai cũng có một cái nét phúc hậu. Còn riêng những cái người mà ủng hộ Gia đó, trời, nhìn kỹ là đi mọi người, nhìn kỹ những người mà ủng hộ Gia cái nhìn cái thấy quải luôn đúng không? Cho nên là ngày hôm nay thì Chí Cảnh cảm thấy rất là mừng, rất là vui luôn á, khi mà tới đó gặp mọi người á thì mình có một cái cảm giác rất là thân thuộc của mọi người, thân thuộc giống như kiểu người thân trong gia đình luôn đó. Mặc dù có những người mình chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên thôi, ví dụ như anh Nguyên Vũ là Chí Cảnh mới gặp gỡ lần đầu luôn á, còn chị Ni cũng vậy nữa. Nói chung là nhưng mà có một cái cảm giác gì đó mà nó rất là thân thuộc, thân quen luôn mọi người. Chí Cảnh cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì đã được dự cái buổi đó và đã được mấy anh chị coi như cũng rất là thích, rất là thương Chí Cảnh đó, thì Chí Cảnh cảm thấy rất là mừng, rất là vui luôn đó mọi người. Giống như kiểu dạo gần đây thì thời tới cả không nổi đó ha, giống như kiểu bây giờ Chí Cảnh đã được mọi người chú ý thì Chí Cảnh cảm thấy rất là vui luôn đó mọi người. Và cái điều này thì từ hồi nhỏ tới lớn thì Chí Cảnh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp được một số người nổi tiếng như vậy đó. Giống như kiểu hồi trước giờ mình đâu bao giờ mình suy nghĩ là có một ngày mình sẽ gặp được anh Nguyên Vũ nè, được chụp hình chung với anh, rồi gặp gỡ những anh chị đó. Thì nói chung là rất là may mắn luôn á mọi người, rất là may mắn là Chí Cảnh đã được mọi người thương yêu rất là nhiều. Thì có thể là do những cái gì mà Chí Cảnh đã từng lên tiếng rất là nỗ lực trong suốt thời gian rất là dài luôn đó, thì cuối cùng thì ngày hôm nay thì mọi cái sự nỗ lực đã được đền đáp rồi. Thật ra thì Chí Cảnh biết rằng là cái đoạn đường phía trước thì nó còn rất là dài, cho nên cái chuyện mà kiện tụng đồ này nọ rồi đó thì nói chung là nó cũng còn khá là phức tạp á, chưa có xong. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đem cái tiếng nói của mình á để mà có thể chấn chỉnh lại, có thể để cho những cái người bên kia đó họ đừng có dẫn dắt dư luận, hoặc là họ đừng có lèo lái dư luận. Thì Chí Cảnh sẽ mang cái tiếng nói của mình để phân tích những cái sự việc để ha mọi người ha. Cho nên nếu được thì cô chú anh chị hãy ủng hộ Chí Cảnh nha, rồi ủng hộ anh Nguyên Vũ nè, ủng hộ chị Hồng Loan, ủng hộ chị Ni, ủng hộ anh Linh Tý Bích Trâm, ủng hộ Võ Diệt Bân, ủng hộ tất cả những cái người nào mà yêu thương ủng hộ Hồng Loan thì mọi người hãy ủng hộ hết ha. Ngoài ra thì cô chú anh chị cũng nhớ ủng hộ những anh em YouTuber, mọi người, những anh em đó thì rất là dễ thương. Có những cái người thì mặc dù họ làm rất là cực nhưng mà kênh thì vẫn chưa được ai xem hết, vẫn chưa được ai biết tới hết. Cho nên Chí Cảnh nghĩ rằng là mấy anh chị á, nếu như mà có thấy những cái kênh nào mà ủng hộ Hồng Loan thì mấy anh chị nhớ đăng ký, khích lệ cho mấy anh đó một lượt đăng ký cũng như một lượt like, một lượt view để cho mấy anh đó có thêm động lực ha. Thật ra thì kênh của Chí Cảnh thì hiện tại nó đã rất là ổn, tại vì có lượt view rất là cao thì Chí Cảnh cảm thấy mình rất là may mắn.
Và may mắn hơn là Chí Cảnh cũng đã có cái tiếng nói á, giống như kiểu mình cũng có cái tên là Chí Cảnh á. Còn mấy anh chị đó là những người rất là thầm lặng luôn đó mọi người, rất là thầm lặng và hình như là cũng chưa có nhiều người biết tới nhiều. Cho nên mấy anh chị hãy thương mấy anh YouTuber đó. Và nếu như có thấy những cái clip của mấy anh đó thì mọi người cứ đăng ký ha. Ngoài ra thì mọi người nhớ là vào trong kênh của Võ Hồng Loan Official, rồi sau đó thì mọi người xem cái MV Hơn Cả Người Thân nha. Hơn Cả Người Thân thì nếu như cái MV đó mà đẹp triệu view á và nó lên cái top thịnh hành á thì có thể là anh Nguyên Vũ sẽ ra cái phần 2, ra thêm một cái MV nữa đó. Thì trong cái MV sắp tới thì có thể là Chí Cảnh sẽ may mắn được mời vào một cái vai nào đó ha, ví dụ như là vai Hoa Hậu Miner đúng không đó. Cho nên là mọi người hãy coi thật là nhiều nha, hãy xem thật là nhiều. Rồi nếu như mà cái MV được mọi người ủng hộ thì đó là động lực để anh Nguyên Vũ ra tiếp cái MV khác nữa ha mọi người ha. Và trong cái MV đó thì Chí Cảnh sẽ có một cái vai diễn trong đó đó mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ anh Nguyên Vũ nha.